đến cho tất cả mọi người. Chào mừng mọi người đã quay trở lại với kênh YouTube Thắng Bằng Kiến Thức và Nâng Cơ Duy Hải của em. Hôm nay em quay trực tiếp cho mọi người coi một con hút mana 163. Con này sở hữu động cơ 63cc, đời lâu rồi nhé, sử dụng mobile là đánh lửa bằng pit. Còn dơ tái nguyên lam xích rất là đẹp, rất dày, rất xuất sắc luôn, to. Chiều tối nay em sẽ lên vài con máy như thế này nữa nhé, đang dọn cửa vệ sinh đó, kia là hai cây nữa, xong lên thêm một lô máy trong ngày hôm nay. Đây là cây rời nhé, hút mana 163, sở hữu động cơ 63cc, máy rất đẹp xuất sắc luôn đó, tất cả những chi tiết cần dơ tái luôn. Con này thì em sẽ vừa làm cho mọi người coi. Xăng nhớt nằm đây. Cái áo gió nó thì hơi bị bạc màu một tí đó. Còn đâu ngoài ra máy móc tất cả là zin nguyên bản, đẹp xuất sắc luôn. Bây giờ sẽ em và mọi người sẽ thử khám phá nhé, như thế nào ha. Con này thì rất là mạnh nhất, không tắt nằm đây, tắt ra ngoài là tắt, trong là mở. Giờ sẽ tháo chế một tí nha. Cái bô e nó đang đây, đổ xăng vào xem nó có nổ luôn không mọi người ha. Em vừa mới lấy về đây là để như vậy luôn, họng rất là to, rất là to luôn, mạnh khủng khiếp luôn. Chế hoặc khí để sản xuất ở Mỹ, để đầu là sản xuất ở Mỹ, để sau này thương mại hóa ở bên Trung Quốc đó. Phía dưới này là châm nhớt này, trên là châm xăng, nó có chữ ga và ô liu. Anh chào, có tiếng rồi. Ống xăng rất tốt, lọc wombo luôn, rất là tốt. Mua gì chú? Chú vô chú coi giùm con đi, để chờ con tí con đang quay cái video. Nhớt còn nhớt sạch luôn. Chân xăng và nổ cực lắm. Cái Kawasaki bên tay trái này này, nếu lấy cái đó ra thì hiểu không? Cắt cỏ đó, Kawasaki Teji 27 đó. Biết đâu đúng rồi. Cái đó nổ rồi rửa cho nó xăng bằng xăng sạch sẽ là xong. Cây kia mới nổ vậy, cái nhầm. Ok. Sai rồi. Xăng gió nằm căng rồi, xăng căng gió mà thử coi cái này nó có chốt ga tự động này, đè nút này xuống là tự động nó bóc ga đó. Bây giờ nó lút mà nó không ra bao nhiêu hết rồi, thử coi. Cái này nó trục trặc trên con.
mọi người. Rồi em sẽ dừng video để em xúc bình xăng con lại nhé. Ok mọi người, em đã cứu sống thành công cái bình xăng con. Đấy, nổ bao chất luôn mọi người ơi, sướng vai đái này. Con nào sở hữu con này là quá chuẩn rồi. Ừ. Xúc cuối bình xăng con là sao? Đang tì nổ rất là thích máy to. Quá chất của một con khủng long bạo chúa 163 cc. Nặng quá trời luôn. To cả cái cân đây mọi người. Hàng này thì lâu lâu mới có cái nha mọi người. Đấy. Chà, có tí xăng nữa 9 kg. Trọng lượng khô nó tầm khoảng 8 kg thôi. Xăng nhớt vào nó tầm 9 kg nha mọi người. Quá trầu luôn, quá khủng khiếp luôn. Tăng tăng tăng. Quá chất. Ok. Bây giờ sẽ cho lính vệ sinh rửa sạch sẽ cho mọi người ha. Đó. Bác nào muốn sở hữu con này thì liên hệ qua Thắng với con Xích qua số điện thoại 0974644973. Đây là số seri của máy. Làm đầy đấy, đúng thực hiện luôn. Có một cây duy nhất đó, quá chặt. Hiếu ơi, Hiếu để đấy, Hiếu ra phụ anh làm này. Mấy cái tip mở buri mà đầu 13 to dài dài ở đây nó ra luôn rồi. Rồi thôi lấy đó. Bây giờ cái này là ngâm nước này, nước rửa này. Cái xích này mua đây là nó bén. Còn cái này tí là mình chòi sơ sơ là mình rì xịt rồi bằng cái xăng cho nó nguội máy nhá. Rất là khủng luôn, quá mạnh, không khác, đẹp quá trời đẹp luôn. Đối với một con máy để lâu rồi, để đầu như này thì quá chuẩn luôn, thì sao luôn. Cho cái gương mặt cho rồi. Rồi lấy cái túi chua. Rồi tắm cho nó đây. Chạy nhé. Nổ thành công và bây giờ tắm. Chén câu còn rất là tốt luôn. Và giá con máy lại là hơn 4 triệu luôn mọi người. Đó, dùng cho các bác nào thích to khỏe khai thác. Để cái con này từ cái được xẻ được làm dài là 1m2, 1m5 là quốc hết. Này làm xịt nó rất là dài, con này làm này dài 60 cm. Bây giờ chỉ cần lấy xăng nó rửa sạch sẽ vệ sinh nữa là lên đường rồi đâu các bác. Đó, chờ cho nó nguội tí nhé. Ok, bây giờ sẽ để đây cho lính của em vệ sinh cho các bác coi cái máy em vệ sinh luôn. Vâng, về xin chơi luôn. Vâng, về xin con. Lấy tròi xe sơ. Rồi, thắt tắt đẩy cái nổ là cái gì rồi. Thôi, xin quên không? Thằng cứu được. Rồi đóng đóng vào. Rồi đỏ anh này. Đó. Nó nổ lần nữa thì đóng luôn. Đó.
nhá, hiểu không? Đó là xin đầu ấy. Cái phải. Thank you.
đổ sao chạy sao mà nó nắng nó bắt đất lên.
cũng luôn hả? Bơm xăng đóng em, bơm xăng là được rồi. Quá đẹp, 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 lâu.
mét rưỡi được rồi. Ok, em dừng em xử lý nhá. Đấy, vừa xịt nước và xịt xăng. Con 163 di nguyên bản về chỉ căn chỉnh mình sang con là giật tăng nổ làm xích rất là đẹp. Cảm ơn mọi người đã theo dõi video nha. Mọi người mua hàng xin hẹn con Thắng mình có xích có số điện thoại 0974 644 973. Xin chào tất cả mọi người.